Em xin chào tất cả các bác yêu âm thanh ca hát trên mọi miền đất nước. Hôm nay em thắng chuyên âm thanh bãi Nhật về được một đôi JBL. Đôi JBL này xuất xứ từ Mỹ và có model nhà 2212. Em về với tình trạng còn cực kỳ là đẹp và mới. Và đôi loa JBL này mỗi một thân thùng cỏ một chiếc, nhà sử dụng một bát 30 màng vải, một kèn. Em về với tình trạng còn cực kỳ là xịn sò và mới. Xuất xứ luôn tại Mỹ, tại California đấy ạ. Và đôi JBL này có công suất như sau, em giới thiệu luôn với các bác. Em nó có công suất nhà 250W đến 1000W cho một chiếc. Và em giới thiệu luôn với các bác để các bác bày biện trong những cái kệ trong gia đình. Nó cao nhà 54 và ngang 3. Cao 54 và ngang 34, sâu 32. Hình thang đấy. Và em đương ghép với một con đẩy thiệt cờ đao của cũng xuất xứ từ Mỹ và một con vang TD Acoustic Line số. Và con vang này cũng đủ các cổng ăn chơi, Bluetooth rồi cổng cáp quang. Và em ghép với một con mic xua cũng xuất xứ từ Mỹ. Em về với tình trạng còn cực kỳ là đẹp. Sau đây em cũng đi lại gần để em soi cận cảnh chi tiết để giới thiệu với các bác. Đôi JBL này màu trắng. Nói vào nói trêu màu trắng như Ngọc Trinh các bác. Đây một bát 30 gân vải. Và một kèn cực kỳ là to. Đây có một cái chữ JBL ghi ở bên cạnh. Và ở bên này có một cái logo nhà 40. Em về nguyên bản. Em này quay lên để em giới thiệu với các bác, để các bác phục vụ những cái căn phòng tầm 30m, hơn 30m mà hát karaoke thì cực kỳ là xuất sắc. Đây em cũng đi cận cảnh chi tiết cả hai chiếc. Đây chiếc này thì em chưa tháo la căng. Còn chiếc kia thì em đã tháo la căng rồi. Đôi JBL này trắng như Ngọc Trinh và nhất là gọn gàng và đáp ứng được những căn phòng 40m, 30m là ok. Đây là đằng hậu sau của em, nó đây hình thì hình thang. Đấy, đôi JBL này có model là AC2212 và trên 64 VKH đấy. Đấy, sản xuất tại California USA của Mỹ, cực kỳ là xịn sò. Thì em về em quay lên với các bác để em giới thiệu với các bác. Còn đây là con đẩy Amcrown Macotech 1200, cũng xuất xứ từ Mỹ, vẫn còn nguyên bản, đẹp long lanh. Để em giới thiệu lên với các bác, để các bác có nhu cầu thì các bác gọi điện cho em. Bác nào muốn chơi đồ xịn thì đấy, tuyệt vời luôn, trắng như Ngọc Trinh. Cực kỳ là gọn gàng, đôi loa này quá gọn gàng và xuất xứ từ Mỹ luôn. Tuyệt vời, các bác nào mà có căn phòng rộng rộng một tí chỉ chơi một đôi này với một con súp. Em cũng luôn ghép với một con súp Yamaha SVK305, cũng có xuất xứ từ Nhật và có em nó đánh hai bát. Còn đây là em quay cận cảnh chi tiết từng món một. Đây con đẩy Amcrown Macotech 1200. Con đẩy Crown này cũng 600W trên một kênh các bác ạ. Đánh với cái đôi loa JBL này thì cực kỳ hợp và trở kháng cũng tương đối hợp với nhau. Đấy, sau đây em cũng vặn nào volume lên để em hát thử cho các bác, để các bác đánh giá và các bác nghe thử. Thank you.
ra biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sao khơi xa, thuyền có mấy sông lòng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hai lòng em mãi thương em, đừng cách xa trong những buồn đậm lệ. Kết thúc video ở đây và em báo giá luôn từng món đồ một. Đôi loa này em đương bán với cái giá là 24.500.000. Em bao zin bao xịn cho các bác, xuất xứ từ Mỹ, tất cả nguyên bản từng con ốc và cực kỳ là mới. Và em đương ghép với một con đẩy âm Crown Macotech 1002 với một con vang TD Acoustic T6 Plus với một con Mixua UGX8. Thế em lên một bộ cấu hình này gồm với một con súp Yamaha 305 xuất xứ từ Nhật, cực kỳ là hoàn hảo và đáp ứng được những căn phòng ngoài 40m, từ 30m đến 45m. Thế các bác nào có nhu cầu thì em đương bán với con đẩy này là 15.500.000 và đôi loa thì 24.500.000. Thế các bác nào muốn mua cái món đồ nào thì địa chỉ của em ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904393488. Em cũng giao hàng toàn quốc. Mọi các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng em test thử và các bác dở nội thất và ngoại thất để các bác kiểm tra. Và các bác nào ở xa thì kết bạn Zalo với em sẽ quay cận cảnh chi tiết để em gửi hình ảnh và video cho các bác. Sau đây em cũng kết thúc video ở đây. Các bác nào mà xem được video của em thì nhấn cho em xin một nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để hàng ngày em lại có những cái món đồ em quay lên em giới thiệu với các bác. Em cũng xin cảm ơn các bác.